vấn và ôn thi đại học là hình thức hỗ trợ thiết thực cho việc ôn tập lớp 12, luyện thi đại học của các em học sinh. Những quan tâm thắc mắc cần được giải đáp, quý vị và các bạn có thể thông qua số điện thoại hỗ trợ 1900 1773, tư vấn và ôn thi đại học 2010, 14 giờ đến 15 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trực tiếp trên VTV2, phát lại vào 14 giờ thứ hai và 9 giờ sáng thứ ba của tuần kế tiếp. Các em học sinh thân mến, mùa thi đang đến gần. Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam mở chương trình hỗ trợ ôn thi nhằm giúp các em chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học và cao đẳng. Bài 2. Mẫu câu tiếng Anh. Động từ liên hệ và động từ nội. English sentence patterns. Linking verbs and intransitive verbs. Các em thân mến, trong bài này, chúng ta hãy cùng nhau xem xét các loại mẫu câu cơ bản trong tiếng Anh. Kiến thức về mẫu câu cơ bản sẽ giúp các em rất nhiều trong việc xử lý các bài tập, ngữ pháp, dù là bài trắc nghiệm hay là bài tự luận. Các mẫu câu cơ bản của tiếng Anh có thể chia thành 5 nhóm trên cơ sở đặc tính của động từ trong câu. Nhóm L, linking verb. Nhóm I, intransitive verb. Nhóm T, transitive verb. Nhóm D, double transitive verb. Nhóm cuối cùng là nhóm C, complex transitive verb. Nhóm L, linking verb. Đây là nhóm có động từ liên hệ, ví dụ như be, seem, look. Nó bao gồm 3 thành phần: chủ ngữ, subject, động từ, verb, và bổ túc ngữ, complement. Ví dụ trong câu: the workmen were busy. Nhóm I, intransitive verb. Đây là nhóm có động từ nội, ví dụ như fall, slip. Nó bao gồm 2 thành phần: chủ ngữ, subject, và động từ, verb. Động từ nội không cần có tân ngữ. Ví dụ trong câu: he fell. Nhóm T, transitive verb. Đây là nhóm có động từ ngoại, ví dụ như take, by. Nó bao gồm 3 thành phần: chủ ngữ, subject, động từ, verb, và tân ngữ, object. Ví dụ trong câu: he used a rail link. Nhóm D, double transitive verb. Đây là nhóm có động từ ngoại kép như give, find. Nó bao gồm 4 thành phần: chủ ngữ, subject, động từ, verb, tân ngữ trực tiếp, direct object, và tân ngữ gián tiếp, indirect object. Ví dụ trong câu: he sent a parcel to his sister. Nhóm cuối cùng là nhóm C, complex transitive verb. Đây là nhóm có động từ ngoại phức hợp, ví dụ như give, find. Nó bao gồm 4 thành phần: subject, chủ ngữ, verb transitive, động từ ngoại, direct object, tân ngữ trực tiếp, và complement, bổ túc ngữ của tân ngữ trực tiếp. Ví dụ trong câu: I expected her more beautiful than that. Đây là 5 nhóm mẫu câu cơ bản. Các loại câu khác cũng phát sinh từ những câu này bằng cách ghép với nhau thành những quy tắc ngữ pháp nhất định. Bây giờ chúng ta xem xét chi tiết hơn các mẫu câu này. Trước hết là nhóm L, linking verb. Thứ nhất, nhóm mẫu câu có động từ liên hệ, L. Công thức hình thành câu có động từ liên hệ, linking verb là subject, linking verb, và subject complement. Subject complement có thể là adjective hoặc là một noun phrase. Như vậy, cấu tạo câu với động từ liên hệ bao gồm
chủ ngữ, sau đó là động từ liên hệ và theo sau động từ là bổ túc ngữ, complement. Complement của động từ liên hệ là một trong hai yếu tố, hoặc là tính từ, adjective hoặc adjective phrase, hoặc là một nhóm danh từ, noun phrase. Ví dụ 1, subject, verb và adjective. The lesson was interesting. Bài học thú vị. The soup tasted delicious. Súp ngon. Ví dụ 2, subject, verb và noun phrase. Lan is my younger sister. Lan là em gái của tôi. The boys remain the best of the friends. Mấy cậu con trai ấy vẫn là những người bạn rất tốt. Những động từ nào là động từ liên hệ sử dụng được trong những mẫu câu này? Người học cần ghi nhớ những bảng sau đây. Bảng 1. Subject, verb, adjective. Ví dụ trong câu 1. The lesson was interesting. 2. The damage appears serious. 3. The soup tasted delicious. 4. The beach looked deserted. 5. The game became more exciting. 6. The actors got ready. 7. The meal went sour. 8. The cinemas remained open all week. 9. To give time to the project became more difficult. Chú ý, trong cấu trúc này, complement là một tính từ. Ví dụ như interesting, serious trong câu 1 và câu 2. Hoặc một nhóm tính từ như more exciting trong câu 5. Và open all week trong câu 8. Ngoài ra, động từ appear trong câu 2 có thể đi với to be. Bây giờ chúng ta làm bài tập. Hãy xem đoạn phim sau đây và tìm ra những cấu trúc câu có động từ liên hệ. I'm in York. It's a beautiful city. 4 million people visit here every year. I have 3 visitors with me. What are your names and where are you from? I'm Lorenzo. I'm Italian. I'm Maria. I'm Italian. I am Adel and I am from United Arab Emirates. Chúng ta phát hiện được những câu nào có động từ liên hệ? Đây là đáp án. It's a beautiful city. It's a beautiful city. I'm Lorenzo. I'm Italian. I'm Lorenzo. I'm Italian. I'm Maria. I'm Italian. I'm Maria. I'm Italian. I am Adel. I am Adel. Bây giờ mời các em nghe lại. I'm in York. It's a beautiful city. 4 million people visit here every year. I have 3 visitors with me. What are your names and where are you from? I'm Lorenzo. I'm Italian. I'm Maria. I'm Italian. I am Adel and I am from United Arab Emirates. Các em cần ghi nhớ thành tố complement trong câu có động từ liên hệ. Có thể là một nhóm danh từ. Subject, verb và noun phrase. Đây là bảng mẫu câu với động từ liên hệ đi với nhóm danh từ. 1. Ming is my younger brother. 2. That appears the best answer. 3. Quang sounds just the man we are looking for. 4. Sun became a teacher. 5. This proved a good investment. 6. The boys remain the best of friends. 7. To stay out of sight seemed the wisest thing to do. Chú ý, trong cấu trúc này, complement là một danh từ hoặc nhóm danh từ noun phrase, như là the best answer trong câu 2, the wisest thing to do trong câu 7. Ngoài ra, các động từ appear, seem và prove có thể đi với động từ to be. Bây giờ các em làm bài tập. Trong đoạn hội thoại sau đây, động từ nào là động từ liên hệ?
Excuse me? Yes. Could you tell me how to get to Mitchell Street? Yes, you're going the wrong way. You need to go straight along here, past the Silver Balls, turn left, and that's the second on the right, opposite the town hall. Thank you very much. You're welcome. Yes. I'm looking for number 23, Barber's private investigator. Over there, next to the trees. Oh, thank you. Good luck. You'll need it. Đáp án. Trong đoạn phim vừa rồi, chúng ta gặp câu subject, linking verb và noun phrase. You're going the wrong way. You need to go straight along here, past the Silver Balls, turn left, and it's the second on the right. Trong câu này, chủ ngữ là một đại từ, pronoun, động từ liên hệ và nhóm danh từ. Và chúng ta lại quan sát cách dùng động từ liên hệ trong tình huống sau đây. Can you help me? Well, I'll try. Now, tell me about your brother, Ms. Lee. How old is he? He's 23. Mm-hmm. Well, that would make him your younger brother. Oh, what's his name? David. And what does he do? He's a student. Or he was a student. I don't know where he is. How tall is he? About 175 centimeters. And does he speak English? Yes, he speaks English and Chinese. Mr. Barber, can you find him? I'll certainly try. Now, tell me a little about yourself, Ms. Lee. Where are you from? I come from Singapore. I'm Singaporean. Right, and how old are you? I'm 25. What do you do? I import wine. I'm a businesswoman. I work in my family's business. Are you married? No, I'm single. And do you have a boyfriend? Pardon? Oh, sorry. We private investigators are a naturally curious bunch. Đáp án trong đoạn phim vừa rồi của chúng ta. He's 23. I'm 25. What's his name? He's a student. Or he was a student. I'm Singaporean. I'm a businesswoman. No, I'm single. We private investigators are a naturally curious bunch. Các bạn thân mến, một nhóm mẫu câu nữa chúng ta xem xét trong bài hôm nay là nhóm mẫu câu có động từ nội. Hai, nhóm mẫu câu có động từ nội. Mẫu câu subject, intransitive verb. Động từ nội là động từ không cần tân ngữ, nhưng nó có thể chấp nhận một trạng từ hoặc một nhóm trạng từ. Adverb, adverbial phrase. Nói một cách chi tiết, loại mẫu câu này gồm có 5 mẫu câu nhỏ sau đây. Subject, verb, trạng ngữ, adverb. Subject, verb, nhóm, giới từ. Prepositional phrase. Subject, verb, tiểu từ trạng ngữ, adverbial particles. Subject, verb, nhóm danh từ, noun phrase. Subject, verb, nhóm động từ nguyên thể có to, hoặc còn gọi là to infinitive. Sau đây chúng ta xem xét từng nhóm. Cấu trúc. Subject, verb, adverb. Subject, intransitive verb, adjunct, adverb, phrases of time, manner, result, etc. Câu thứ nhất, the moon rose early.
Câu 2. Thanh is reading. Câu 3. Nga and Lon are arguing angrily. Câu thứ 4. Oil and water don't mix. Chú ý, những câu trên không đòi hỏi phải có tân ngữ, object hoặc complement, mà chỉ cần một chủ ngữ, subject, và một động từ nội, intransitive verb. Ví dụ, câu 2 và câu 4. Trong một số trường hợp, nó có thể chấp nhận một trạng từ chỉ thời gian, adverb of time, chỉ nơi chốn, adverb of place, chỉ phong cách, adverb of manner, hoặc chỉ kết quả, adverb of result. Ví dụ như trong câu 1, early là trạng ngữ chỉ thời gian, và trong câu 3, angrily là trạng ngữ chỉ phong cách. Bây giờ xin mời các em xem phim và phát hiện trong đoạn hội thoại nào mang cấu trúc subject verb cộng với trạng từ. Do you know that York has two chocolate factories? Do you like English chocolate? I don't like English chocolate. I love Swiss chocolate. Well, I love English chocolate. And I have 30 pounds. And I want you to buy English chocolate. I don't like English chocolate. Okay. Let's meet back here in 1 hour. People don't use chocolate only for chocolate bars. They use it for ice cream, for drinks, and for cakes too. But what exactly is chocolate? And where does it come from? These are cocoa trees. They grow in South America. Plantation workers dry the cocoa beans in the sun and send the beans all over the world. This is one of the chocolate factories in York. They make lots of different kinds of chocolate here. Sweets, chocolate bars, biscuits. They put the chocolate into boxes and they send it to the shops. And people come and buy it. Đáp án của chúng ta là they grow in South America. Trong câu này, động từ là grow và trạng ngữ chỉ nơi chốn là in South America. Bây giờ chúng ta lại xem một đoạn trích và các em lại cố gắng phát hiện những câu có động từ nội nhé. But football is hard work, and the work starts here. This is the first training session of the day. They usually do aerobics. This is the second training session. Every morning they train for 2 hours. Yeah!
facilities here are fantastic. Let's go inside and see. Các em thân mến, những câu nào có động từ nội? Đáp án của chúng ta là 1. And the work starts here. Trong câu này, động từ nội là starts, còn here là trạng ngữ chỉ nơi chốn. Câu 2. Every morning they train for 2 hours. Trong câu này, động từ nội là train, còn for 2 hours là nhóm trạng từ chỉ thời gian. But football is hard work, and the work starts here. This is the first training session of the day. They usually do aerobics. This is the second training session. Every morning they train for 2 hours. The facilities here are fantastic. Let's go inside and see. Sau đây là những ví dụ đại diện cho từng loại mẫu câu thuộc nhóm I, intransitive. Subject, intransitive verb, adjunct. Câu thứ nhất, Lan is reading attentively. Attentively là adverb of manner. Câu thứ hai, People are complaining about the traffic. Trong câu này, about the traffic là prepositional phrase. Câu thứ ba, the noise faded away. Trong câu này, away là adverbial particle. Câu thứ tư, the room measures 5 meters across. 5 meters across là noun phrase. Năm, Lan hesitated to phone the office. To phone the office là to infinitive. Nhìn bảng này, chúng ta thấy rất rõ cấu tạo chủ yếu của mẫu câu này là subject, chủ ngữ, cộng với intransitive verb, động từ nội. Còn các đơn vị đứng sau động từ có thể là một trong 5 dạng thức trên, hoặc là một trạng ngữ trong câu 1. Attentively là một nhóm từ bắt đầu bằng giới từ trong câu 2. About the traffic, một tiểu từ nằm trong câu 3. Away, một nhóm danh từ. Câu 4, 5 meters across. Hoặc một động từ nguyên thể có to. Câu 5. To phone the office. Các em thân mến, mỗi ngày hãy bỏ ra khoảng 15 phút, đọc một đoạn nào đó và phát hiện những câu có những động từ liên hệ, động từ nội. Cấu tạo câu với động từ liên hệ bao gồm chủ ngữ, sau đó là động từ liên hệ và theo sau động từ là bổ túc ngữ, complement. Complement của động từ liên hệ là một trong 2 yếu tố, hoặc là tính từ, adjective, hoặc adjective phrase, hoặc là một nhóm danh từ, noun phrase. Động từ nội là động từ không cần tân ngữ, nhưng nó có thể chấp nhận một trạng từ hoặc một nhóm trạng từ. Adverb, adverbial phrase. Nói một cách chi tiết, loại mẫu câu này gồm có 5 mẫu câu nhỏ sau đây. Subject, verb, trạng ngữ, adverb. Subject, verb, nhóm, giới từ, prepositional phrase. Subject, verb, tiểu từ trạng ngữ,
adverbial particles. Subject verb, nhóm danh từ, noun phrase. Subject verb, nhóm động từ nguyên thể có to, hoặc còn gọi là to infinitive. Hãy kiên trì làm bài tập này đều đặn hàng ngày. Bây giờ, xin tạm biệt. Goodbye. Tư vấn và ôn thi đại học là hình thức hỗ trợ thiết thực cho việc ôn tập lớp 12, luyện thi đại học của các em học sinh. Những quan tâm thắc mắc cần được giải đáp, quý vị và các bạn có thể thông qua số điện thoại hỗ trợ 1900 1773, tư vấn và ôn thi đại học 2010, 14 giờ đến 15 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trực tiếp trên VTV2, phát lại vào 14 giờ thứ hai và 9 giờ sáng thứ ba của tuần kế tiếp.